hề với anh Tư Xanh nha bà ha. Bà má đi. Tự nhiên. Gì hả? Vụ gì vậy? Trời ơi. Nữa hả? À, gặp nữa hả? À. Nữa kìa má ơi. Trời ơi sao mà lần nào. Ôi nói nghe nè. Cụ giờ bây giờ sao? Sao lần nào đi về cái chân đường này cũng gặp ảnh như vậy? Ai mà biết đâu. Hãy về đại đi. Bà ngáo hả? Bà nghĩ làm sao? Bà... Ôi ôi. Nghe mùi gì không? Mùi men á. Trời ơi ăn nhậu cho cố vô bây giờ. Đi ngoài chắc chắn là bị thổi nồng độ cồn chắc luôn. Hồi nãy nói với bà, nãy nói rồi là uống ít thôi không chịu đâu, vui quá. Tại với ảnh cùng với tôi hoài kìa. Coi chừng nào mấy ảnh mới về. Vậy? Chừng nào mấy ảnh mới về. Ai biết đâu nãy đây, nói hay rồi. Hay là mày ở đây tôi chỉ là ảnh chứ hỏi anh chừng nào đi. Thôi đi má ơi, tào lao quá má ơi. Không được hả? Rồi bây giờ đi, bây giờ đi ra ngoài là bị thổi nồng độ cồn chắc luôn. Bây giờ hai đứa mình đứa nào cũng xỉn hết trơn mẹ nó rồi. Trời ơi má ơi, nồng độ cồn là hả hốt xe luôn hả má. Xe này sẽ mượn con bồ tôi với xe phải xe của tôi đâu. Rồi giờ làm sao? Ai mà biết. Mày nghĩ cách coi. Ê nó nghe nè. Cái gì vậy? Ăn xì gum cho nó ấm mùi má ơi. Nè cái gì cái mùi hơi thở toàn là rượu bia không à. Cục mò hả? À, thôi đi. Ê cái gì vậy? Một nhiêu đây hả? Ăn nhiều đi cho nó ấm nó hết mùi. Ừ. Rồi không nha. Hết chưa? Hết mùi chưa? Ôi thấy vậy? Hết mùi chưa? Đó mà, không? Ai mà hình như là cái mùi hơi thở mình đâu có liên quan cái nồng độ cồn đâu mày. Của gì vậy hả? Cũng vậy hả? Của gì ăn chi vậy mẹ? Giờ làm sao? Tao sợ là bị đo nồng độ cồn rồi ginh xe đó chứ. Giờ nghĩ cách khác đi má ơi. Thằng bây giờ mày. Ê. Mày giả bệnh đi. Được nha. Mày giả bệnh đi. Là tới là cái tao. Đúng rồi. Mày giả bệnh là tới đó là có thổi vô á thì mày giả bộ mày bệnh. Đúng không? Mày giả bộ mày bệnh không ai kêu mày đâu. Rồi. Hay vậy trời. Từ từ nha. Ok. Rồi, ok. Đấy, mày tao tới chưa? Nằm đi. Chị, mời chị tắt máy, tắt xe vô liền. Gì vậy? Chào chị. Dạ, chào anh, dạ. Sao mà xui gì má, vậy đó vừa hút rồi. Chị có xuống xe. Ngồi đi. Chị này bây giờ chị? Thông cảm đi chị, anh ơi. Nhớ bạn em á, đi dọc đường gì, nó bị tai biến. Bị gì vậy? Đừng nói tai biến. Là xỉu, tụt canxi xỉu. À đúng rồi. Tụt canxi xỉu. Ủa mấy chị đây vẫn mặt với tôi à? Không có vẫn mặt gì hết trơn anh ơi. Không, nhỏ bạn em á nó bị xỉu thiệt anh ơi. Nó bị tụt canxi đây nè, em chở đi bệnh viện nè. Thiệt không? Thiệt. Thiệt thì chị chở đi bệnh viện liền đi. Rồi cảm ơn anh trai nhiều nha. À chị chạy xe nhớ cẩn thận nha. Rồi. Cảm ơn mấy anh trai nhiều nha. Ngồi đàng hoàng đi. Ừ. Rồi mấy anh trai tốt quá trời. Rồi cảm ơn mấy anh trai nhiều nha. Ôi hay ghê quá. Ơ cái gì nó vậy? Mẹ nó nữa kìa. Bây giờ sao? Trời ơi sao mà gặp hoài vậy? Đang bắt xe đằng kia kìa. Ôi tài xe nào nó cũng thổi vô đó. Thôi, xuống đi. Rồi sao? Xuống đi. Bây giờ tới tao cho bây giờ tới mày làm đi. Tới tao cho. Chứ tao bệnh cái gì? Ừ tới mày cái sao rồi, mày cái sao? Nhưng mà bệnh gì đây? Mày cứ nói bị bệnh nặng đi rồi chút xíu tới. Rồi. Ê, chuẩn bị tới nha. Rồi. Chuẩn bị tới đó. Dạ. Chào hai chị. Dạ, chào mấy anh. À, mời hai chị xuống vô đi xuất trình giấy tờ. Dạ. Xuất trình giấy tờ hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi anh thông cảm đi. Con nhỏ bạn em nó bị bệnh nặng. Ê, bệnh nặng là bệnh gì? Bệnh gì bà chị? Bệnh nặng là bệnh gì vậy? Nuốt xương cá. À, nuốt xương, ăn thịt heo nuốt xương. Mấy chị bị gì vậy? Mày đi hả? Nó sao nuốt xương? Bậy. Ăn cá nuốt xương nặng lắm, tội nghiệp lắm anh ơi. Ở nhà của mình ơn nè. Rồi chị này có sao không? Trời ơi bây giờ em phải chở lên bệnh viện gấp nè. Không có nói chuyện nên lời. Nói chuyện không có nên lời luôn.
nên là anh thông cảm đi, bây giờ em chạy gấp lắm ha. Rồi giờ bị gì nặng lắm hả? Dạ đúng rồi, tại vì tính mạng con người là trên hết. Anh coi anh lấy xe mở đường cho hai người này đi tới bệnh viện gần. Không không cần, không cần đâu, em quẹo ở bên đây cái là tới rồi. Không, cái gì nguy hiểm mấy anh tôi mấy anh em tôi hỗ trợ cho. Cái gì để anh em tôi hỗ trợ. Thôi mất công mấy anh lắm, mấy anh đứng ở đây trực hả trời nắng nôi, mất công tội nghiệp lắm. Để em chở qua cái tới rồi đúng không? Đúng không? Đó. Rồi thôi vậy thôi. Vậy thôi em đi nha. Dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Vậy thôi đi lẹ lẹ đi. Dạ. Gắn lên nghe, gần tới anh hả? Gần tới anh hả? Vô quán nước nằm đi má ơi. Ghé ngồi xíu đi chứ quán gì. Cà phê uống. Xuống đi xuống đường này. Đường này mấy ảnh quá trời. Rồi ok. Tôi uống nước tỉnh đi hồi về. Chị ơi có đá chanh không chị? Không, ở đây có trà xanh. Trà xanh đi cũng chấm đá chanh. Chị ơi cho em chai nước nào cũng được đi. Cho em xì tin đi. Ôi, cái gì mà quá trời. Quá trời luôn á. Đi rồi đi sẽ bị tóm đó má, ngồi uống cho tỉnh rượu đi. Rồi. Má tôi nói với má rồi là có rượu bia đừng có đi ra đường rồi mà ham đi, hồi nãy ta lại nó chơi mẹ đi. Còn không thôi thì ta nhờ người chở về. Cái gì? Trời ơi ai mà biết mà có nhiều giao thông vậy đâu. Đá nó có rượu bia là không có được lái xe cho nó nè, an toàn. Cái mùa này ở đây nó bắt quá trời chốt luôn. Vậy hả? Thì con trai chị một ngày đi bị 4 chốt. Trời ơi. Nhưng mà cái gì mà an toàn là trên hết. Là có rượu bia đừng có uống rồi, hồi nãy quá trời. Hồi nãy hai chị em uống quá trời đâu có biết là có công an đâu. Trời ơi, ta muốn như vậy thôi, ta kêu chồng ta qua rước đi chứ đi đâu mà. Trời ơi, chị ơi. Chồng con ai có chồng con vậy đâu má. Trời ơi, em mà có biết giao thông vậy em kêu bạn em chở em về rồi. Tính là uống sương sương thôi, ai ngờ uống quá bị lố. Bây giờ chị em giờ lăn lăn hết trơn rồi. Thôi ngồi đi cho khỏe cho tỉnh xíu đi rồi đi. Chứ trời ơi, em đi ra lại chụp liền nó đâu có cần biết là mình tỉnh hay không tỉnh đâu, nó chụp lại cái rồi nó hỏi nồng độ cồn. Mệt lắm. Uống đấy tôi nói rồi. Là phía trước tay lái là gia đình. Mà đừng có uống rượu bia ra đường mà cứ ham uống. Nãy tôi kêu ở đó đi không chịu bà. Cái tính bà kỳ cũng kỳ cục. Một hai là xỉnh là một hai đồ về. Ở đó cái sợ bị tai biến chết liền. Biết rồi má ơi, từ đây về sao tôi hả? Không có đòi gì vậy đâu, mệt quá trời đi. Tao muốn ăn nhậu thì người ta đợi hết rượu bia người ta về. Cũng nói ta đi xe ôm về đi. Không đâu, một hai việc một việc hai. Tôi kêu ở lại đâu có anh đẹp trai gần chết luôn không chịu qua lại. Ôi má này hay vậy, dễ sợ trời. Rồi bây giờ đó là sao về nè. Thì đó về lỡ mà xui xui cái bị hốt người thổi vô cái nồng độ cồn. Thôi. Còn tao mà quẹt ngay tai nạn rồi cũng chết như ta. Biết rồi thì chút xíu về chứ gì đâu. Coi xíu đi cái chốt này chút xíu à, chốt này chừng tiếng. Mai mốt làm ơn làm phước cái, có ăn có rượu có nhậu vô đừng có được có về giùm cái. Về thôi chúng chui chúng nhủi gì nè. Thôi gắng đợi đây đi, chốt này chừng tiếng rưỡi 2 tiếng nữa đi ạ. Hả? Cái gì lâu vậy chị? Ừ cái chốt này đứng đây chừng tiếng rưỡi 2 tiếng nè. Giờ 2 giờ còn khoảng chừng 4 giờ là chốt là tan chốt rồi. Trời ơi. Ê, rồi chừng nào nó mới đi vậy chị? Trời ơi, một tiếng mấy, hai tiếng nữa em ơi. Trời ơi, lâu vậy? Đó bắt nữa rồi kìa. Đó. Vậy đó, một ngày đứng đây một chút xíu là mà hai mấy người bắt. Ủa, gì vậy? Cái mặt thằng bị bắt có hơi quen gì ta? Ai với ông bồ tôi với má? Phải bồ mày không? Không chứ ai nữa. Ủa, nó đi đâu vậy? Ai mà biết? Em đợi mình hỏi có phải không? Bà nội ơi, tự nhiên ra đang bắt rồi lại hỏi. Em đi bộ lại mà chứ đâu em đi xe đâu sợ. Đi đi đó nữa. Ủa anh? Ủa em đâu đây vậy? Cái gì? Em đâu đây vậy? Eo nước bên kia kìa. Ủa đi đâu đây vậy? Anh mới đi qua bên chợ đây nè. Đi về cái... Ủa về hả? Ủa bị gì bắt vậy? Giấy tờ thôi chứ đâu có gì đâu. À là đi được chưa? Được rồi được rồi. Giấy tờ bình thường đi. Rồi. Có gì đâu. Ê nó nghe nè. Hả? Đi về xong dẹp xe rồi ra đây rước em về nha. À rồi. Say quá trời rồi không dám về. Không ai có thông tóm. Rồi. Nha. Rồi anh đi em. Rồi. Cảm ơn mấy anh nha, cảm ơn mấy anh nha. Ủa là bồ em thiệt hả? Bồ tôi. Sao vậy? Sao vậy? Nó đâu vậy? Nó đi chợ. Sao bị thổi? Không, cái dưới giấy tờ đó hả? Không sao chứ. Ê, chừng nào mà ảnh đi mày? Chưa đâu. Đâu hả? Anh trai. Gì vậy? Cho em hỏi cái này cái. Mấy anh đứng kia này đi vậy? Chị hỏi gì vậy? À, hỏi cho em về. Ôi, lộn, không có ý là em nói là mấy anh đứng chừng nào anh đi. Chỗ tôi đang làm việc, chị cản, tính cản trở là gì? Chúng tôi đang làm việc, chị tính cản trở này. À, có ai nói gì đâu. Gì vậy? Mày làm gì vậy? Cái gì? Mày làm gì vậy? Tôi lợi tôi hỏi mày ảnh chừng nào đi. Trời bà nội ơi. Không tiếng mấy đồng hồ nữa. Mày không trả lời. Nghĩ sao tao đang làm việc mà kêu trả lời. Bậy bạ.
mày không về, mày không về, về 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 về. Chào chị. Ủa, chào hai chị này hồi nãy mà. Ủa, bạn của chị khỏe hả? À, không nói bệnh đi nữa, anh nói bệnh. Hai chị giao mặt với tôi hả? Tôi yêu cầu chị bước xuống xe và xuất trình giấy tờ cho tôi kiểm tra. Ôi, trời. Rồi, hai chị xuống xe. Chứ không mà xui với gì tránh đằng kia gặp đằng này với trời. Tôi yêu cầu một lần nữa, chị xuất trình giấy tờ cho tôi kiểm tra. Giấy tờ. Hai chị bớt giỡn mặt đi hai chị ơi. Tôi nghe đề nghị hai chị nghiêm túc nè, phối hợp với chúng tôi nè, còn không tôi lập biên bản hai chị không hợp tác. Thì bây giờ em thì xin lỗi mấy anh, bây giờ em quên đem giấy tờ xe theo rồi. Tại vì nhà em kế bên nè, cách có hai căn nhà tới. Bây giờ á, chị đã quẹo qua đường mà chị không đá nhanh là một lỗi nè. Lỗi thứ hai là chị không đem giấy tờ theo. Bằng lái cũng không có, cặp quẹt cũng không có. Em đọc biên bản giữ xe cho anh 7 ngày. Anh trai ơi, anh có thể nào mà anh thông cảm chút xíu được không chứ? Em đọc biên bản giữ xe 7 ngày. Anh thông cảm cho em. Đồng chí Khải, em thổi đâu còn thôi, tết đi. Thổi chi? Thổi chi? Không có bốn chai mà thổi gì. Ê! Chị thừa nhận luôn rồi. Rồi em đọc biên bản cho anh đi. Đồng bốn còn. Hỏi chị tên gì? Thì em tên là Thí Liễu. Đầy đủ. Họ tên đầy đủ chị ạ? Dạ, Nguyễn Phạm Thí Liễu. Em kiểm tra là nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Thì bây giờ em cứ lập biên bản giữ xe cho anh. Một tháng sau lên đóng phạt. Cái gì vậy anh? Cái này em 7 ngày giờ là tên tháng cái gì? Biên bản em đã ghi rồi, giờ chỉ cần hai chị này ký tên. Tại vì chị uống rượu bia đã quá cái mức chúng tôi đã quy định. Không có anh ơi, em thề luôn, em uống quy định em uống có 7 chai hả? Không, cái đó là cái đó chuyện của chị, uống bao nhiêu là cái chuyện của chị. Chúng tôi đã đo bằng máy và có xác thực đầy đủ. Rồi mời chị ký tên vô. Bao hàng chị 30 ngày sau. Không, anh ơi, thông cảm đi, xe này em xe mượn của người ta chứ không phải xe của em. Xe của chị, mượn của ai em không biết. Nhưng chị đã sai luật và nồng độ cồn của chị đã có vượt quá mức quy định, chúng tôi làm theo luật thôi. Ký đi. Mày con mẹ này nè, hồi nãy kêu uống ít thôi không chịu, nó kêu là có uống ít rồi có về rồi, ba em về chứ không biết nữa. Thì bà cũng muốn về theo chứ bà gì mà đừng có nói thừa. Cái ai biết uống chịu, uống cho nhập má họng lên, ham uống ham mà không uống. Ủa? Mỗi lần ra đường là uống, mỗi lần ra đường là uống hà. Má cũng ngộ quá à, má cũng vui, má cũng vô vô với người ta làm chi. Ủa má cái giống ngôn vậy, tao uống xong rồi tao không má chở đi. Mà ra đường lái xe rồi gây tai nạn vô ra là sao? Mắc gì hai uống vô mà hai say xỉn mà ham ra đường. Ai mà biết vậy là kêu người ta chở về rồi. Thôi đi má, cái miệng má nói cái dụng được chân á. Hai chị đừng có cãi nhau nữa, ký tên giùm em. Bây giờ mời chị ký tên vô để cho chúng tôi còn làm việc nữa. Anh em mới khỏi ký được không? Còn nếu mà chị không ký cũng được thì cứ 7-30 ngày sau lên chúng tôi ấy thôi à. Tại chị này điều khiển, còn chị không có điều khiển nên chị không cần ký tên. À, là em không cần ký, là con này chịu chị mới đến hả? Dạ đúng. Tại vì chị này là chạy phương tiện, còn chị chỉ là người ngồi sau. À, vậy cũng được. Chỉ là mày chịu mình đến mày đó. Ủa, thôi mắc cười đi má. Hai đi chung mà xe mượn của người ta cho mày phải chịu bằng nữa chứ. Ủa bằng nữa gì? Mày chạy chứ tao chạy đâu phải, chị tao chạy thì tao chịu bằng nữa với mày. Còn lần này mày chạy nghe. Mà mày có ngồi không? Biết mà ngồi rồi thì bây giờ bạn bè mày phải trả tao về chứ. Chở mày về cái quần què. Hồi nãy tao kêu mày lúc là ăn say xỉn thì mày lại đi một chỗ đi. Mày không về thì đâu có chuyện đâu. Mày một việc hai mà đòi về nhà ngủ. Thì mày cũng đòi về chung với tao chị. Mày mắc cái giống ôn gì mà nhậu say xỉn vô sao mà ở chỗ một chỗ đi ra đường làm gì? Hả? Mệt quá đi. Hồi nãy mày tới lúc tao mà không kêu ra không cho tao đá nhanh nữa. Ai mà biết trong đây có giao thông. Hai chị giữ biên bản này 30 ngày sau lên đóng phạt và lấy xe về. Mày chịu tao đó. Thằng nữa đó. Tao không biết gì đâu á. Trời mắc cười mày không biết quá à. Cười mày quá à. Ôi. Chào chị. Anh. Ôi. Ôi là trời gì, tao nói sao với anh Chánh đây. Thôi mệt quá đi, đi về đi, có gì tính sao đi.
đã nói rồi là uống rượu bia không được lái xe rồi, lái xe nguy hiểm ngay cho người ta, lái ngoài đường ngoài sáng tao rồi sao? Biết rồi má ơi, đi về đi, từ đây về sao không có đi xe được, nói chưa? Mai mốt mà có rượu bia cho mà ngủ tao đi lái xe ra đường thì mày chết bà bị tao ha. Bây giờ mày phải chịu tao hơn nữa đó. Không nổi gì mà không chịu được, giết tay tao. Không biết gì đâu má, mày khỏi nói nhiều. Không nói nhiều, không biết gì đâu.